Chào các anh chị và các bạn. Gần đây thì có rất nhiều các cái thông tin trái chiều về các cái dòng máy chiếu công nghệ đèn LED laser của Casio. Thì có nhiều khách hàng đang thắc mắc về những cái vấn đề mà chưa được giải đáp, thậm chí là những cái người bán hàng đó thì đôi khi họ cũng không thể nắm hết về cái mặt kỹ thuật được. Thì hôm nay cái video này tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị và các bạn một vài cái thông tin về cái dòng máy chiếu Casio, đại diện trong số đó là cái dòng V1 và V2. Casio là cái một trong những cái thương hiệu máy chiếu mà hầu hết được sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Casio V1 V2 là cái mẫu máy có cường độ sáng là khoảng 3.000 lumen, và có một cái điều đặc biệt, nó khác biệt với các cái dòng máy mà chúng ta hay thấy trên thị trường hiện nay, đó là các cái dòng máy của Casio thì hầu hết đều sử dụng cái công nghệ đèn laser, à xin lỗi, công nghệ đèn LED, tức là bên trong nó sẽ có ba cái con đèn LED, nó tương ứng với ba cái màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Nó mô phỏng dựa trên cái công nghệ của BioLCD thì nó cũng có ba cái màu tương ứng. Một cái ưu điểm của cái công nghệ đèn LED là cái tuổi thọ bóng đèn nó khá là cao, tuổi thọ bóng đèn khá cao. Thông thường thì chúng ta thấy cái máy bình thường thì nó chỉ đạt tầm cỡ khoảng trên dưới 10.000 giờ thôi, trong khi bóng đèn LED thì có thể nó đạt được tuổi thọ gấp đôi hoặc là thậm chí là gấp 3 nếu mà chúng ta sử dụng, chúng ta bảo quản tốt. Tuy nhiên thì về cơ bản thì nó vẫn sử dụng cái công nghệ DLP, trên thân máy nó ghi rất là rõ đó là công nghệ DLP. Do đó thì khi mà chúng ta sử dụng để chúng ta chiếu hội thảo này, chiếu dạy học, chiếu văn phòng thì chữ nó rất là nét, màu nó sáng và cái nền rất là trắng, nó không bị vàng. Đó là những ưu điểm của nó, kèm theo là cái tuổi thọ bóng đèn cao cũng như là cái khả năng tiêu thụ điện năng thấp, do đó thì cái độ ồn của máy rất là thấp. Đó là những cái ưu điểm mà tôi tổng hợp nhanh. Ngược lại thì cơ bản nó vẫn là cái công nghệ DLP, do đó thì khi mà chúng ta chiếu lên thì chúng ta cảm giác được cái màu sắc của nó, nó vẫn bị cái màu nó không được chuẩn như các cái dòng máy đi 3LCD của chúng ta. Chúng ta lấy ra một đại diện chúng ta so sánh, đó là cái dòng của Epson hoặc là dòng của Sony thôi. Thì nếu mà chúng ta so sánh như vậy thì cái máy Casio thì cái màu sắc nó không bao giờ nó đẹp và nó tươi bằng. Đó là cái nhược điểm mà cái máy Casio chúng ta hay gặp phải. Tôi đang chiếu lên cái màn hình lớn, nó sẽ không thấy rõ, tôi sẽ zoom lại chút. Đây các bạn, cái màu nó sẽ bị bão hòa rất là nhiều. Tôi sẽ lật ngược cái hình lại cho các bạn thấy nha, nãy giờ thì chiếu của chồng mông lên trời không. Đây là cái nhược điểm chung của các cái dòng máy sử dụng cái công nghệ DLP chứ không riêng gì của Casio. Xin nói rõ như vậy để các bạn không có nhầm lẫn. Và cũng không không phải là tôi có ý bất cứ muốn chê bai sản phẩm nào, đây là cái nhược điểm chung. Tất cả các cái dòng máy DLP khi chúng ta muốn chỉnh sáng màu lên thì cái cường độ sáng tăng lên thì cái màu nó sẽ bị nhòe, màu nó sẽ bị mất và nó không chuẩn được so với cái màu gốc. Các bạn cứ mở một cái file nào mà nó có cái nhiều cái màu sắc về cái hoa hoặc là cây cối thì chúng ta sẽ dễ nhận biết được cái sự lệch màu này. Đó, ví dụ như trên thực tế khi các bạn mở cái video này đó, thì cái cô gái này cái môi có màu hồng chứ không phải là cái môi bệt bệt như vậy đâu các bạn ha. Đây là cái sự khác biệt khi mà chúng ta chiếu lên bằng một cái máy công nghệ DLP. Các bạn cứ lên trên YouTube các bạn mở bất cứ một cái video nào. Đây, đó. Thay vì là cái màu cây của nó là xanh lá thì khi mà chúng ta chiếu lên thì màu nó sẽ bị nhạt thì rất là nhiều rồi. Chúng ta khó phân biệt được đâu là cái màu chuẩn. Nhìn cái môi là chúng ta phân biệt dễ dàng nhất, cái môi cô bé này sẽ là màu hồng chứ không phải là cái màu tím tái như vậy. Màu nó sẽ bị sai lệch rất nhiều. Tất nhiên đây là một cái máy qua sử dụng rồi. Chất lượng nhảy nó cũng bị giảm một phần nào.
con này đã chạy là 880 giờ, so với cái số giờ của nó là 3.000 giờ thì nó cũng không đáng kể. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy được đó là cái sự khác biệt nhất định về một cái máy chiếu công nghệ BioCD và một cái máy DLP. Đó cũng là cái nhược điểm duy nhất, đó là về nhược điểm về cái màu sắc. Còn có thêm một cái nhược điểm khác là nó về giá thành, tất nhiên thì tiền nào của đó thôi. Con này cái giá thành của nó so với những cái máy mà cùng cái cấu hình thì nó cao gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Casio V2 thì nó dao động khoảng từ trên dưới 16 triệu đồng, so với một cái máy chiếu thông thường thì chúng ta mua cỡ khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng thôi. Nhưng mà có một cái ưu điểm mà chúng ta hay gặp nhất, đó là cái bóng đèn của nó khá là bền, khá bền, và cái độ ồn nó thấp. Khi chúng ta sử dụng ở trong các cái phòng có diện tích nhỏ thì cái độ ồn nó thấp thì cũng làm cho chúng ta sẽ tập trung hơn vào các cái bài thuyết trình, bài giảng của chúng ta. Như vậy thì hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn những các cái ưu điểm và nhược điểm về cái dòng máy chiếu Casio V2. Hy vọng là cái video này có thêm những cái thông tin bổ ích cho chúng ta, đang đặc biệt là đối với những người đang có nhu cầu cần đầu tư các cái dòng máy chiếu để phục vụ cho các cái mục đích riêng của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.